Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí video Sunway Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019. Cây Sunway Việt Nam sẽ xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm là Dongben 1021 thùng kín ở trước mắt các bạn đây. Dongben 1021 hay còn gọi là chiếc xe Dongben 8 tạ mà đã rất quen thuộc với đại đa số người dùng ở Việt Nam rồi. Thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà bán chạy nhất của nhà máy Sunway. Đây cũng là một cái sản phẩm mà được giới thiệu ở thị trường Việt Nam sớm nhất. Nó là dòng đầu tiên mà Dongben Việt Nam ra mắt để phục vụ khách hàng ở thị trường Việt Nam. Thì cái sản phẩm này đã trải qua hơn 10 năm hoàn thiện. Thì đến năm 2019 này thì cây Sunway Việt Nam cũng làm một cái lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt cái dòng sản phẩm này tới thị trường Việt Nam. Thì sau cái 10 năm mà cái sản phẩm này ra mắt thì nó đã được cải tiến theo từng năm về chất lượng sản phẩm cũng như là về các cái lỗi vặt mà người sử dụng hay gặp phải. Thì hiện nay theo đánh giá của hầu hết các người dùng thì đây là một trong những cái sản phẩm mà trong cái giá trị sử dụng mà cái sản phẩm này đem lại thì đây là một trong những cái chiếc xe mà với cái chi phí đầu tư rất là thấp nhưng hiệu quả đem lại thì nó rất là phù hợp cho những cái ai mà đang có nhu cầu là tìm kiếm một chiếc xe để vận tải. Thì trước mắt các bạn là một cái sản phẩm Dongben 1021 có một màu xanh như thế này. Màu xanh cũng là một trong ba cái màu cơ bản mà nhà máy ra mắt, đó là màu xanh này, màu trắng sữa này, màu bạc. Thì cái sản phẩm này nó có một màu xanh như thế này. Đây là một phiên bản mới hoàn toàn, phiên bản năm 2019. Thì hôm nay Sunway Việt Nam cũng đăng kiểm cái xe này để giao cho khách vào đầu giờ chiều hôm nay. Thì mình sẽ giới thiệu qua để cho các bạn biết được cái sản phẩm thùng kín này nó sẽ khác gì so với các cái sản phẩm thùng mui bạc và các cái sản phẩm thùng nừng. Hiện nay cái sản phẩm này là sử dụng một cái thùng tôn kẽm kín như thế này. Thì cái thùng này có kích thước là khoảng 2m2, cao vào khoảng 1m8 và chiều rộng của lòng thùng nó rơi vào khoảng 1m4, mình không nhớ lắm. Xin lỗi các bạn, mình cũng không nhớ lắm về vấn đề này. Thì cái này mình sẽ cập nhật thêm vào một số các cái video sau. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà bên mình bán rất là nhiều, hàng ngày luôn, ngày nào cũng bán. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng này ra cho các bạn xem. Thì đây là một trong những cái thùng, cái đặc điểm của cái thùng sản phẩm này. Các bạn thấy, nhìn thấy cái đèn ở trên lóc đây đó. Ở cái sản phẩm này được tích hợp một cái hệ thống đèn LED như thế này. Đèn LED thế này thì dễ dàng cho khách hàng là vận chuyển hàng hóa và cũng như là xem những cái hàng hóa mà mình vận chuyển trên xe nó như thế nào trong quá trình có được quãng đường họ đi. Thì cái sản phẩm này khách hàng của bên mình là họ dùng để sử dụng để chở các cái loại sách vở và bút và giấy viết. Họ chở sách vở và giấy viết đi giao ở các cái vùng miền, các cái ngõ hẻm ở các cái làng quê. Thì cái sản phẩm này rất là phù hợp với kích thước nhỏ. Thì đây là một cái sản phẩm có kích thước nhỏ nhất của nhà máy Dongben. Hiện tại ở trên thị trường nó cũng là một trong những cái sản phẩm có kích thước rất là nhỏ và có cái thùng kích thước thùng khá lớn, phù hợp với đại đa số người dùng. Thì cái sản phẩm này sử dụng lốp 165/70R13. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đây chưa phải là cái sản phẩm được sử dụng cái lốp 170. Thì cái lốp 165 này lốp được sản xuất ở Việt Nam, Kasumina 4 chấu bắt ốc như thế này thì nó khá là chắc chắn trong quá trình sử dụng. Xe tải thì luôn luôn được trang bị thêm một cái lốp sơ cua và sẽ nhìn thấy đằng sau như thế này đó. Thì hệ thống nhíp của cái sản phẩm này cũng là cải tiến rất là nhiều rồi. Nhíp này là nhíp treo đó, các bạn sẽ nhìn thấy nhíp treo. Hệ thống dẫn động cầu sau, chất lượng sơn của nhà máy Dongben thì trải qua gần 10 năm với cái hệ thống sơn 7 lớp. Thì hiện nay thì mình đánh giá là một trong những cái sản phẩm sơn ra sơn với cái sản phẩm xe tải mà được sơn ở Việt Nam có chất lượng rất tốt. Hiện tại thì cái sản phẩm này với cái mức tiêu hao nhiên liệu theo như công bố vào khoảng 5,5 lít cho 100 km vận chuyển, đó là điều kiện lý tưởng. Còn khi các bạn di chuyển ở trong nội đô hoặc là ở những cái
điều kiện sử dụng hỗn hợp thì cái sản phẩm này nó sẽ tiêu thụ khoảng 6,5 lít đến 7 lít. Ở đây chúng ta sẽ có gương, gương cơ này, tay nắm cửa. Cái này làm bằng nhựa, hoàn toàn là nhựa chất lượng tốt các bạn. Đó. Thì cái sản phẩm này vẫn chưa được trang bị khóa điện, tất cả vẫn sử dụng khóa cơ. Thì với khác với Dongben T30 hay là Dongben Q20 hoặc là Dongben X30 thì vẫn các cái sản phẩm đó đã được trang bị khóa điện rồi. Ở đây chúng ta có hệ thống đèn pha bằng bi xê lông rất là bền bỉ. Đèn gầm, logo Dongben được hàn khá là chắc chắn ở trên như thế này. Đây cũng có logo. Đó, và cái sản phẩm này có một cái thiết kế bề đầu ở phía đầu đằng trước xe, thực sự mà nói thì nó rất là đẹp. Trong cái kích thước mà nó sở hữu thì nó rất là đẹp. Đó, so với Suzuki Super Caravan thì mình không nói đến cái con xe 20 năm tuổi đời như vậy. Kích thước nó rất là cũ và đối với cái nội thất hay là ngoại thất rất là xấu. Thì bây giờ mình sẽ đi vào khoang nội thất để cho các bạn xem. Nó cũng giống như hầu hết các cái sản phẩm Dongben 1021 mà mình đã từng giới thiệu trước đây. Nó có một cái nội thất là rất là hiện đại và rất là đời mới, không như các cái sản phẩm mà giới thiệu thị trường Việt Nam. Các bạn biết rằng xe tải mà người ta sẽ ít nâng cấp về nội thất hay là về các cái ngoại thất hay là về chất lượng sản phẩm động cơ. Mà chủ yếu rằng là ra một cái phiếu của năm mới thì người ta sẽ nói là xe mới và nó sẽ tăng giá lên. Thì xe tải nó là như vậy. Những cái sản phẩm này thì qua nhiều năm, qua nhiều thế hệ, nó đã cải tiến rất nhiều, từ động cơ, từ hộp số, từ hệ thống điều hòa, hệ thống lọc gió, rồi đèn được thay đổi hết. Chúng ta vẫn, cái sản phẩm này thì nó rất là rẻ thôi, có một mức giá cực kỳ rẻ, rẻ nhất trong dòng xe, các dòng xe của Dongben. Nhưng cũng được trang bị điều hòa 2 chiều, cửa lọc gió ở đây. Đó. FM radio. Cái sản phẩm này thì không có đầu đọc thẻ nhớ, có đầu đọc thẻ nhớ nhưng không có cổng USB để đọc thẻ nhớ. Và cái hệ thống đồng hồ các bạn cũng nhìn thấy nó rất là tiến bộ, hệ thống vô lăng 3 chấu logo ở giữa rất là ok. Kính điện nha các bạn, kính điện một chạm. Hệ thống ghế thì ghế da, các cái sản phẩm cao cấp hơn như là Dongben X30, Dongben T30 thì vẫn sử dụng ghế nỉ. Thì cái sản phẩm này sử dụng ghế da khá là hiện đại. Hệ thống hộp số phanh tay ok, nó cũng không khác gì quá nhiều so với các sản phẩm Dongben 1021 khác. Thì mình sẽ ra ngoài. Thì các bạn cũng biết rồi, đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà Dongben bán rất là chạy ở thị trường Việt Nam. Tại sao nó bán chạy được như vậy? Tại vì cái mức giá để đầu tư để sở hữu cái sản phẩm này nó ở một cái mức rất là thấp, thấp hơn các cái hãng khác rất là nhiều, và cái giá trị sử dụng nó đem lại cũng rất là lớn. Sử dụng cái động cơ 1050cc với cái công suất lên tới 45 kW, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà ở trên thị trường nó rất là phù hợp với túi tiền và công suất ổn định để sử dụng trong một cái thời gian dài. Thì các bạn còn bất kỳ ý kiến đóng góp nào, các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và cảm ơn các bạn.